Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giao thông an toàn được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC 14. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là những tin vắn giao thông đáng chú ý. Một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào 8 giờ sáng nay trên quốc lộ 4G, đoạn qua bản Bó Lạ, xã Triềng Cang, huyện Sông Mã, Sơn La. Một chiếc xe tải bị mất phanh lao xuống suối. Xe tải mang biển kiểm soát 26C05870, chưa rõ danh tính tài xế, điều khiển chạy hướng xã Triềng Cang, huyện Sông Mã thì mất lái lao xuống suối Bó Lạ. Lúc xe lao xuống suối, tài xế và một người trong xe nhanh chóng phá cửa nhảy ra ngoài. May mắn cả hai chỉ bị chảy sức nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng. Toàn bộ phần đầu xe bị biến dạng, hư hỏng. Nhận tin báo từ người dân, cảnh sát giao thông huyện Sông Mã và xe cứu hộ đã có mặt để cứu hộ cứu nạn, điều tiết giao thông qua khu vực, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Cầu Hà Tân bắc qua một nhánh sông Thu Bồn, nối xã Duy Vinh với trung tâm huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Cầu được đưa vào sử dụng từ năm 1994 với chiều dài khoảng 200m và rộng 3,5m. Cây cầu đã có dấu hiệu xuống cấp từ nhiều năm qua. Sở Giao thông Vận tải Quảng Nam đã chỉ đạo UBND huyện Duy Xuyên tổ chức đóng cầu không cho người và phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Mặc dù đã có cầu tạm nhưng đi vòng xa lại có phương tiện qua lại liên tục nên nhiều học sinh vẫn bất chấp để đi học qua cây cầu sụt lún này. Vào khoảng 7 giờ ngày 6 tháng 10, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, khiến cả hai mẹ con đang lưu thông trên xe máy tử vong. Theo đó, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 78C03540 điều khiển chạy trên quốc lộ 22 theo hướng từ huyện Củ Chi về thành phố Hồ Chí Minh. Khi tới vòng xoay ngã tư An Sương, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, xe tải rẽ phải vào quốc lộ 1 về ngã tư Bà Điểm thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 92M10375. Do một người phụ nữ chở theo bé gái 10 tuổi lưu thông cùng chiều. Hậu quả cú va chạm khiến cả hai mẹ con ngã ra đường, bé gái bị bánh xe cán vào gây tử vong tại chỗ. Người mẹ trọng thương được đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi. Tại hiện trường, thi thể bé gái nằm cách xe tải khoảng 30m, chiếc xe máy hư hỏng nặng nằm mắc kẹt dưới gầm xe tải. Một người phụ nữ bất chấp nguy hiểm ngồi leo treo sau một xe máy chở hàng trên đường phố Hà Nội. Qua hình ảnh ghi lại có thể thấy, xe máy chất hàng thành đống cao trên xe. Sau cùng là một người phụ nữ ngồi leo treo, không mũ bảo hiểm, không điểm tựa an toàn. Có thể nói, đây là hình tượng thường thấy trên nhiều tuyến phố Hà Nội. Hình ảnh này khiến nhiều người ái ngại về sự nguy hiểm cũng như hành vi vi phạm luật giao thông. Hôm qua, mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại hình ảnh tham gia giao thông nguy hiểm của một nam thanh niên ở Lạng Sơn. Theo đó, nam thanh niên này thản nhiên dùng hai chân để điều khiển chiếc xe máy mang biển kiểm soát 12X1-12786 lao nhanh trên đường gây lo ngại mất an toàn giao thông. Sau khi clip chia sẻ đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng, đa phần ý kiến đều lên tiếng chỉ trích hành vi ngang nhiên, vi phạm luật giao thông của nam thanh niên này. Đây cũng là hành động thể hiện thái độ coi thường tính mạng của chính mình và những người tham gia giao thông khác. Mưa lớn nhiều ngày qua đã khiến đèo Khánh Lệ bị sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt tuyến đường từ Nha Trang đi Đà Lạt. Chiều ngày hôm nay, Chi cục Quản lý Đường bộ số 3 và các đơn vị thi công đang khắc phục tại điểm sạt lở trên tuyến đường này. Theo đó, gần 2.000 mét khối đất đá sạt lở cùng thân cây rừng đổ tràn xuống đường, chia cắt tuyến đường Nha Trang-Đà Lạt. Đến chiều nay, hơn 1.000 mét khối đá đã bị sạt lở trên đèo Khánh Lệ, quốc lộ 27C nối Đà Lạt Nha Trang và được dọn dẹp. Hiện thời tiết tại khu vực còn diễn biến phức tạp nên đơn vị yêu cầu tất cả các lực lượng túc trực trên tuyến đường đèo 24/24 giờ để xử lý nhanh nhất các tình huống xấu có thể xảy ra. Do chuẩn bị vào mùa mưa nên cùng với việc cắm biển cảnh báo tại các điểm có nguy cơ xảy ra sạt lở, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân lưu thông trên tuyến quốc lộ 27C cần nâng cao cảnh giác khi gặp sự cố, có thể gọi đường dây nóng 0906 419 641 của Chi cục Quản lý Đường bộ số 3 để được ứng cứu. Sau hơn 2 năm triển khai thi công, hiện nay các hạng mục của dự án BOT cầu Việt Trì Ba Vì đã được hoàn thành toàn bộ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thông xe, đưa vào khai thác trong tháng 10 năm 2018. Theo đại diện công ty BOT Phú Hà, doanh nghiệp dự án BOT cầu Việt Trì Ba Vì cho biết, dự kiến nhà đầu tư sẽ tiến hành thu phí để hoàn vốn dự án từ ngày 1 tháng 12 năm 2018. Cụ thể mức phí đối với loại xe nhóm 1, xe dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn thấp nhất là 35.000 đồng trên một lượt trên một xe.
mức thu cao nhất đối với nhóm xe 5, tức xe tải trên 18 tấn và container 40 feet là 185.000 đồng trên một lượt và một xe. Sau khi công trình đưa vào sử dụng, sẽ nối liền và rút ngắn quãng đường từ thủ đô Hà Nội đến trung tâm thành phố Việt Trì, Phú Thọ khoảng từ 20 đến 30 km, đồng thời giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên quốc lộ số 32, quốc lộ số 32C, góp phần đảm bảo nhu cầu đi lại ngày càng cao của người dân nơi dự án đi qua. Dự án hứa hẹn thúc đẩy việc khai thác tiềm năng du lịch dịch vụ, cùng với đó mở rộng, lan tỏa vùng động lực của Hà Nội với tỉnh Phú Thọ và các tỉnh vùng Tây Bắc, tạo ra hạ tầng giao thông đồng bộ của khu vực. Ngày 15 tháng 10 tới đây, hãng hàng không Vietjet Air sẽ khai trương chuyến bay đầu tiên kết nối thành phố Đà Nẵng với thủ đô Bangkok, Thái Lan tại sân bay Suvarnabhumi Airport. Việc mở đường bay mới này theo đánh giá của Vietjet Air sẽ tăng cường mở rộng mạng lưới quốc tế, hướng tới mục tiêu đáp ứng nhu cầu di chuyển thuận tiện, thoải mái của hành khách. Theo đó, đường bay Đà Nẵng-Bangkok được khai thác khứ hồi hàng ngày, cất cánh từ Đà Nẵng lúc 13 giờ 35 phút và đến Bangkok từ 15 giờ 15 phút, chiều ngược lại khởi hành từ sân bay Suvarnabhumi, Bangkok, Thái Lan từ lúc 11 giờ 10 phút và hạ cánh tại Đà Nẵng lúc 12 giờ 50 phút. Như vậy, từ nay hành khách chỉ mất 1 giờ và 40 phút bay, có thể bay trực tiếp từ Đà Nẵng tới Bangkok, Thái Lan. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương ngừng dự án đầu tư hệ thống vé xe buýt điện tử thông minh tại thành phố theo hình thức PPP, hợp đồng BOO, giao Sở Giao thông Vận tải đề xuất một đối tác để làm thí điểm thanh toán điện tử bằng công nghệ mới nhiều chức năng thanh toán và sẵn sàng tích hợp mở rộng trong tương lai. Theo đó, Sở đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố ngừng dự án đầu tư hệ thống vé xe buýt điện tử thông minh với lý do là tài chính. Ngoài ra, theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, còn lý do khác là do hiện thành phố đang đầu tư xây dựng các loại hình giao thông công cộng hiện đại như hệ thống tuyến đường sắt đô thị, metro, xe buýt nhanh BRT. Vì vậy, các hệ thống thu phí cần đảm bảo tính liên thông, kết nối với nhau để mỗi hành khách có thể sở hữu, lưu giữ một loại vé thông minh thanh toán được trên toàn bộ hệ thống giao thông công cộng của thành phố và có thể kết hợp với thanh toán bằng thẻ ngân hàng, bằng điện thoại thông minh. Chiếu sáng, bẻ gãy hàng rào tôn lượn sóng, ngang nhiên mở cơ sở vá lốp, mở xưởng sửa chữa trên đường, vô tư đi lại trên đường cao tốc, phá rào lên đường bắt xe, xe khách đua tốc độ, dừng đỗ đón trả khách trên đường, hệ lụy tất yếu là liên tiếp những vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc. Cả nước hiện có hơn 600 km đường cao tốc. Mục tiêu đến năm 2020, mạng lưới đường cao tốc sẽ mở rộng 2.500 km. Việc xây dựng, hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng đường cao tốc đã làm thay đổi đáng kể bộ mặt giao thông, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Đảm bảo an toàn trên đường cao tốc là yêu cầu cấp thiết, cần sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, hoàn thiện hạ tầng trên các tuyến cao tốc, kiểm tra, xử lý triệt để vi phạm. Đảm bảo an toàn trên đường cao tốc cần sự tự giác của mỗi người dân, nâng cao kỹ năng tham gia giao thông và chấp hành quy định pháp luật khi lưu thông trên đường cao tốc. Đảm bảo an toàn trên đường cao tốc là đảm bảo sự phát triển bền vững của toàn xã hội.
Bộ Giao thông Vận tải đã xây dựng xong dự thảo nghị định mới thay thế nghị định 86/2014, nghị định chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô của chính phủ trình chính phủ ban hành. Tuy nhiên, dự thảo nghị định sửa đổi lần này vẫn nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận, bởi đây là một nghị định quan trọng có tác động trực tiếp đến lợi ích của doanh nghiệp vận tải và người dân. Trong số đó, thì một số điểm đáng chú ý trong văn bản này đó là điểm ấn định loại hình kinh doanh vận tải có ứng dụng gọi xe bằng phần mềm điện tử là xe hợp đồng điện tử, chứ không phải là taxi công nghệ. Câu chuyện về sự căng thẳng giữa các loại taxi, dịch vụ vận tải điện tử chưa có điểm hồi kết. Thì mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã có tờ trình chính phủ nghị định sửa đổi nghị định 86 về điều kiện kinh doanh, đã khiến cho những mâu thuẫn vốn chưa được giải quyết thì nay lại càng phức tạp hơn. Đáng chú ý, theo nhận định của giới taxi truyền thống, trong văn bản của Bộ Giao thông Vận tải hiện đang có sự bất nhất về định danh các loại hình vận tải có phương thức hoạt động tương tự nhau, tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các loại hình vận tải và vô hình chung tạo gánh nặng lên hạ tầng giao thông đô thị, đặc biệt tại các thành phố lớn. Và trong một cái định nghĩa về kinh doanh vận tải thì tất cả các giao kết liên quan, các hoạt động kinh doanh vận tải có giao kết để liên quan đến tính tiền thì đó là hoạt động kinh doanh vận tải, thì xếp doanh nghiệp đó vào hoạt động kinh doanh vận tải, đúng không ạ? Thì trong khi đó chúng ta lại đẩy nó sang một cái ô khác, mà cái ô đó là nhức nhối nhất, cái ô đó là 3 năm nay không thể tìm ra được giải pháp. Những cái khái niệm hợp đồng điện tử hay là taxi công nghệ hay là bây giờ môi giới ấy phải được nhìn nó một cách phù hợp hơn. Cái chính là chúng ta phải nhìn nó ở một cái mặt bằng. Đó là kinh doanh như taxi thì nó phải chịu các điều kiện như taxi. Và quan trọng nhất bây giờ chúng ta làm gì? Đây là một cái lĩnh vực cực kỳ quan trọng, bởi vì nó liên quan đến tính mạng, đến tài sản của con người. Và một khía cạnh khác nữa nó liên quan đến cái quyền cá nhân của con người, tức là thông tin. Và cái thứ ba nữa là kể cả liên quan đến trật tự an toàn xã hội. Nó là một vấn đề lớn đó. Và cả an ninh quốc gia, bởi vì trong lĩnh vực kinh doanh vận tải khách rất quan trọng. Dự thảo nghị định sửa đổi lần này đã cắt bỏ 12 điều kiện kinh doanh và bổ sung 85 điều kiện. Tuy nhiên, với loại hình taxi truyền thống và taxi công nghệ được quy định là xe hợp đồng, còn nhiều ý kiến đưa ra là chưa hợp lý. Tuy nhiên, với các doanh nghiệp cung cấp phần mềm thì cho rằng vấn đề quản lý phải trên cơ sở công nghệ quản lý, chứ không thể kiềm chế. Các doanh nghiệp công nghệ thông tin như chúng tôi đẩy từng trang xuất dựng lên server của bộ thông, chúng tôi làm được ngay trong tức thì. Vì vậy không thể nói là các anh không quản lý được. Và tôi tin tưởng rằng là phương pháp quản trị điện tử ấy, nó sẽ quản trị chặt hơn. Các anh kết hợp với định vị, các anh kết hợp với camera, các anh kết hợp với hóa đơn chứng từ thì các anh sẽ quản trị chặt hơn. Đó là quản lý. Thì chúng ta phải cởi mở cái vấn đề đó, chứ đừng cứ nghĩ là cái này nó không kiểm soát được thì cấm, không phải. Khi bản chất của Grab trong dự thảo vẫn còn đang mập mờ, thì thực tế, với khoảng hơn 30.000 xe cá nhân tham gia vào các loại hình dịch vụ vận tải của hàng loạt các công ty công nghệ mới nổi không ngừng gia tăng, khiến áp lực giao thông tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng quá tải. Đây cũng chính là một trong những lý do khiến nhiều chuyên gia trong ngành vận tải cho rằng mô hình thí điểm loại hình xe hợp đồng điện tử như Grab đã thất bại. Ta sắp nó vào taxi thì ta quản lý, đó là loại xe taxi phải có mũ màu, phải có các điều kiện, đặc biệt là điều kiện về phương tiện, điều kiện về người lao động. Và nữa là thực hiện những cái quy định trong khi vận tải. Thì chúng tôi tăng cường cái công tác quản lý, đưa ra các cái điều kiện để nó ngang bằng với cái điều kiện của xe taxi. Tôi lấy ví dụ như là xe hợp đồng điện tử, thì ngoài cái quy định là anh phải được cấp giấy phép, phải dán phù hiệu, thì anh còn phải niêm yết thêm cái chữ là xe hợp đồng vận tải điện tử. Và cái quy định là cũng chỉ có doanh nghiệp hợp tác xã giống như taxi thì mới được kinh doanh vận tải đối với xe dưới 9 chỗ. Và cũng quy định là cái thời hạn của xe cũng phải là dưới 12 năm. Và cũng có một cái quy định nữa rất quan trọng, đấy là cái xe hợp đồng thì phải gửi cái hóa đơn về cho hành khách và đặc biệt là gửi cho Tổng cục Thuế để đóng thuế đúng và đủ. Có thể thấy, sự xuất hiện của các loại hình vận tải mới theo xu hướng công nghệ là điều tất yếu. Thế nhưng câu chuyện đảm bảo hài hòa lợi ích, tiến tới sự cạnh tranh lành mạnh giữa các loại hình vận tải. Và quan trọng hơn là việc quản lý, chống thất thu thuế và xây dựng được ngành vận tải văn minh, an toàn cho người dân mới là câu chuyện đáng bàn.
Bản tin giao thông an toàn ngày 6 tháng 10 của kênh truyền hình VTC 14 xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại vào những bản tin tiếp theo.